Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Bài học của vịt con. Vịt con có tật hay ngủ nướng. Bữa đó mẹ gọi mãi, vịt mới chịu dậy. Vịt con ơi, dậy đi học lẹ lên nào, trễ rồi đó. Ngày nào cũng ngủ nướng, hư quá. Tiêu rồi, tiêu thiệt rồi, lại tới trễ. Thế nào cũng bị cô giáo la cho coi. Thưa cô, cho con vào lớp ạ. Vịt con lại tới trễ nữa nha. Không ngoan chút nào, lần sau con không được đi trễ nữa nha. Xin lỗi, có phải lớp học của cô Thiên Nga không ạ? Tôi là mẹ của rùa con, xin phép cô cho rùa con nghỉ học mấy bữa vì cháu đang bệnh nặng. Bệnh nặng à mẹ rùa? Hay là rùa con lười học, muốn ở nhà chơi nên mới thế? À, mình nghĩ ra cách này rồi. Mẹ ơi, con đi học đây ạ. Đi học ngoan nha con. Mình cứ đi chơi, hôm sau cô có hỏi thì nói dối bị bệnh là được. Vui quá là vui, vui quá đi, vui quá đi. Ôi da, đau quá. Ai dẫm phải tôi thế này? Thôi chết, mình đạp trúng vào cô kiến càng rồi. Cô ấy nổi tiếng hung dữ lắm, phải chuồn thôi. Nè vịt con, đứng lại đó cho cô. Cô kiến càng. Đạp trúng cô mà không thèm xin lỗi à? Là cô định bỏ chạy hả? Cháu... Vậy thì cô sẽ phải đốt cho cháu một trận mới được. Chết nè. Chết nè. Cứu với. Ủa, bạn cứu mình hả? Rồi con không sao chứ? Mình không sao. Cô ơi, con xin lỗi cô. Chắc bạn vịt đã mắc phải lỗi sai hay không lễ phép với cô. Mong cô tha lỗi cho bạn ấy. Con đã sai, con xin lỗi cô kiến càng. Ừ, biết nhận lỗi là tốt rồi. Cô chỉ định dạy cho vịt con một bài học thôi. Từ nay con phải nhớ ngoan ngoãn học tập nha. Dạ, con xin vâng lời cô ạ. Cô đi đây, chào hai đứa nha. Cảm ơn rùa con nhiều. Không có gì đâu. À, mình nghe nói là bạn bị bệnh, phải nghỉ học mà. Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi? Mình khỏe rồi, mình xin mẹ tới lớp. Mình muốn đi học, gặp cô Thiên Nga và các bạn lắm. Rùa con ơi, mình mắc cỡ quá đi, mình thiệt là hư. Bữa nay mình nói dối mẹ, đã thế còn trốn học nữa. Rùa con cho mình xin lỗi nha. Mình không sao, bạn biết lỗi là tốt rồi. Và chúng ta cùng tới lớp thôi. Tới trường mình sẽ xin lỗi cô Thiên Nga. Chiều về, vịt nhớ xin lỗi mẹ nữa nha. Mình hứa, từ nay không lười học nữa, chăm chỉ như rùa con vậy đó.